Hiện nay, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, dịch vụ giao nhận hàng tại nhà đã xuất hiện hình thức lừa đảo mới. Đó là giả danh shipper chiếm đoạt tài sản người mua hàng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm đã sử dụng công nghệ cao. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo tới người dân thủ đoạn này. Các đối tượng thông qua việc tham gia các buổi bán hàng trực tuyến, tức là livestream, trên các nền tảng mạng xã hội để thu thập thông tin khách hàng và các sản phẩm được đặt mua từ các bình luận công khai của khách hàng, hoặc thậm chí là các đối tượng mua thông tin khách hàng qua các kênh khác. Sau đó các đối tượng sẽ giả danh là người giao hàng thuộc các công ty vận chuyển để gọi tới khách hàng vào giờ hành chính hoặc là khi khách hàng không có nhà. Các đối tượng nói đã gửi hàng cho người quen, hàng xóm và yêu cầu chuyển tiền thanh toán đơn hàng. Nhận được tiền, chúng sẽ tiếp tục dùng nhiều lý do như nhắn nhầm tài khoản thanh toán để hù dọa trừ tiền và sau đó lừa nạn nhân. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, không nhận bất cứ đơn hàng nào mà mình không đặt mua. Kho xưởng tan hoang, hàng hóa ngập nước, sản xuất đình trệ là hậu quả mà bão số 3 đã gây ra cho nhiều doanh nghiệp, các hộ nông dân ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Để hỗ trợ vực dậy, sớm ổn định sản xuất sau bão, cần phải có các chính sách hỗ trợ đồng bộ, nhanh, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các chính sách tín dụng. Tàn dư của bão số 3 Yaki để lại vô cùng nặng nề cho doanh nghiệp sản xuất thủy sản này. Nhà xưởng, kho bãi bị tàn phá, đứt gãy chuỗi sản xuất, hoạt động kinh doanh bị ngừng trệ và những áp lực đảm bảo đơn hàng theo hợp đồng đã ký trước đó. Doanh nghiệp chúng tôi thì là bị ảnh hưởng ngay trực tiếp từ bão, nên là bị sập và bị hỏng nhà xưởng gần như đến 50, thiệt hại đến 50%. Và cũng do ảnh hưởng của bão nên là hệ thống điện và hệ thống nước thì cũng đã bị gián đoạn mất cả tuần. Còn với các hợp tác xã, các hộ nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh, cơn bão càn quét đi qua, tài sản bị mất trắng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nuôi trồng thủy sản lúc này đều có nguyện vọng được nhà nước sớm hỗ trợ, khắc phục hậu quả để có thêm động lực tái sản xuất trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt là các ngân hàng khoanh nợ và tạo điều kiện vay vốn mới để tái sản xuất ở mức lãi suất thấp nhất, các chính sách hoãn, giãn nợ kịp thời. Mình làm ăn thì thôi, thiên tai đến mất thì mình là người chịu. Thì nhà nước hỗ trợ được thì dân cũng rất là mừng. Nhưng mà cái mong muốn của dân là bây giờ là nhà nước cũng như cán bộ tỉnh, cán bộ huyện, cán bộ xã cũng là cố gắng để cho dân nuôi trồng chúng tôi được vay với cái mức lãi suất nó cũng thấp để cho dân tái đầu tư lại để làm ăn. Thì để cho chúng tôi có một cái thời gian, thêm thời gian để có thể quay trở lại hoạt động sản xuất và có nguồn doanh thu để có thể là tạo ra được lợi nhuận để bù đắp vào cái phần mà thiệt hại. Huyện Vân Đồn là một trong những địa phương có vùng nuôi và người nuôi trồng thủy sản lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh. Trong đợt bão số 3, địa phương này có trên 1.340 cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Để cùng người dân vượt bão, lãnh đạo huyện Vân Đồn cũng đã nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các ngư dân, làm việc với các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn nhằm tạo điều kiện tối đa nhất giúp người dân được tiếp cận nguồn vốn tái sản xuất. Cái mong muốn lớn nhất của bà con thì là về nguồn vốn, thì đã mời coi như là hai hội nghị là mời tất cả các ngân hàng trên địa bàn về để bàn tháo gỡ những cái khó khăn về vốn. Theo Ngân hàng Nhà nước, đã có 32 trên 40 ngân hàng đăng ký cho vay lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 2% để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi cơn bão số 3 vừa qua. Tuy nhiên, nhiều người dân, doanh nghiệp vẫn lo ngại sẽ khó tiếp cận được chính sách ưu đãi này. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đợt bão lũ vừa qua, những tổn thương của lĩnh vực nông ngư nghiệp cần được ưu tiên hỗ trợ. Vấn đề cần quan tâm lúc này là hỗ trợ thế nào, thứ hạng ưu tiên ra sao và thủ tục cần rút gọn để nguồn vốn đến tay người dân và doanh nghiệp kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua lợi dụng nhu cầu của người đi xuất khẩu lao động gia tăng, nhiều cá nhân tổ chức đã tiếp cận đưa ra hứa hẹn về cách ra nước ngoài làm việc với chi phí rẻ mà lương cao, đi lại dễ, làm visa bảo động để lừa đảo. Tin vào những lời mời chào có cánh như thế này, nhiều người đã sẵn sàng vay mượn hàng trăm triệu đồng để đóng phí, nhưng sau đó mới biết bản thân đã sập bẫy mà các đối tượng lừa đảo đã tạo ra. Cuộc sống rơi vào cảnh nợ nần và bế tắc.
Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Đã ngoài 60 tuổi, nhưng bà Phạm Thị Khánh vẫn một mình nuôi hai cháu nội cho vợ chồng con trai vào Nam làm ăn, kiếm tiền trả nợ. Do có nhu cầu sang châu Âu làm việc, năm 2023, con trai bà Khánh đã vay ngân hàng hơn 500 triệu đồng để đóng cho một đơn vị xuất khẩu lao động tại thành phố Vinh. Sau 3 lần bị hoãn bay, gia đình mới biết mình bị lừa, nhưng không thể đòi được số tiền đã đóng. Phải chấp nhận để cho con nó đi, nó kiếm tiền lại một bữa thì kiếm tiền lại một bữa thì nuôi con. Chứ cũng như thật cũng cả chủ chứ khó mà trở nợ đó. Đi mấy tháng rồi, gần một năm rồi mà chưa có một đồng mà trả nợ cho ngân hàng hết. Nước mắt của bà Ngô Thị Hà không thể ngừng rơi khi nhắc đến việc con trai bị lừa xuất khẩu lao động, đẩy gia đình vào cảnh nợ nần với số tiền 540 triệu đồng. Qua lời giới thiệu của người quen, tháng 3 năm 2023, anh Đức con bà Hà gặp một người phụ nữ tên Thoa để làm thủ tục đi New Zealand. Sau đó, anh Đức đã đóng cho Thoa 540 triệu đồng, nhưng không thể đi xuất khẩu lao động được. Biết bị lừa đảo, tháng 5 năm 2023, anh Đức đã làm đơn trình báo công an, nhưng đến nay vụ việc chưa được giải quyết. Bây giờ nó có tiền trả lãi, là vay chỗ này đập chỗ khác để trả lãi cho ngân hàng, ngàn nhà nước là mình phải chấp hành mọi thủ tục, thì vay cậu mợ anh em tất cả bạn bè là phải vay để lấy tháng một quý, là coi như cũng mọi hồi là vay 10 thì một quý là 15 16 triệu là 3 tháng đó. Rồi là khi thì lãi hạ thì là 13 triệu. Rồi là tất cả các thứ là vay 600 để cho cháu mua đồ đạc cho cháu đi làm nữa. Hiện nay khả năng trả nợ của em là không có, vì gia đình vay số tiền lớn quá mà bây giờ đi làm bươn chải khắp nơi cũng không đủ trả tiền lại. Nên em mong muốn các ban ngành vào cuộc để giúp gia đình lấy lại số tiền ạ. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều nạn nhân của chiêu trò lừa đảo xuất khẩu lao động. Lợi dụng nhu cầu xuất khẩu lao động tăng cao, các cá nhân tổ chức không có chức năng đưa người đi làm việc tại nước ngoài vẫn tìm cách tiếp cận với lời hứa, việc nhẹ, lương cao, thủ tục đơn giản để trục lợi, khiến nhiều người dễ dàng sập bẫy. Giấc mộng đổi đời không thành, nhưng nhiều người lại rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, gia đình ly tán. Hứa là sẽ đến được nhanh, và làm việc thì làm được thêm giờ nhiều và không phải học tiếng, học định hướng, thì cái đó là hoàn toàn không có. Là rõ ràng là cái điều đó là ngay từ đầu thì cái đối tượng đó, lừa đảo đó, họ cũng đã cố tình để mà đưa ra những cái lời dụ dỗ ngon ngọt để cho người lao động chúng ta nghe. Theo các cơ quan chức năng, khi có nhu cầu xuất khẩu lao động, người dân cần tìm đến doanh nghiệp, trung tâm được cấp phép môi giới tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tự bản thân người lao động cần trang bị những kiến thức, điều kiện theo quy định, tuyệt đối không đi theo những con đường bất hợp pháp.